Ngày 8 tháng 4, ông Lại Thế Hưng, chi cục trưởng chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã tiến hành dán tem chống giả trên 1.500 tấn khoai tây Đà Lạt trước khi đưa ra phân phối trên thị trường. Đây là đề án thí điểm nhận diện khoai tây Đà Lạt nhằm ngăn chặn tình trạng khoai tây có nguồn gốc xuất xứ từ nơi khác mạo danh khoai tây Đà Lạt, gây nhức nhối dư luận suốt thời gian qua. Theo đó, chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật Lâm Đồng đã cung cấp cho các đơn vị sản xuất, kinh doanh sản phẩm khoai tây Đà Lạt với 65.600 thùng bao bì đóng gói bằng chất liệu cạc tông 5 lớp, loại 10kg, in sẵn hình củ khoai tây giống 07 và B03, sản xuất phổ biến tại Đà Lạt và các vùng phụ cận. Trên đó nổi lên logo thương hiệu Đà Lạt, kết tinh kỳ diệu từ đất lành. Sau đợt thí điểm trên khoai tây này, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh muốn dán nhãn nhận diện nông sản Đà Lạt trên các loại nông sản khác do chính họ trồng và sản xuất ra tại Đà Lạt và các vùng phụ cận thì sẽ phải đăng ký tại Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lâm Đồng. Bước đầu có 9 đơn vị sản xuất, kinh doanh được chọn thí điểm dán tem chống giả khoai tây Đà Lạt gồm hợp tác xã Anh Đào, Phước Lộc, Tân Tiến, Hiền Thi, Tiến Huy, Phước Lộc, Phong Thúy, Thảo Nguyên và cơ sở nông sản Đức Thành.